Sự việc diễn ra giữa ban ngày và chỉ cách chủ xe vài bước chân tại một cây xăng ở bang Missouri, Mỹ. Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô đỗ trong khu vực trạm nhiên liệu ở St. Louis cho thấy một người đàn ông đang chuẩn bị bơm xăng cho chiếc Kia Stinger và đã mất cảnh giác để kẻ gian lẻn vào lái xe đi mất. Tất cả diễn ra chỉ trong chưa đến 30 giây. Tên trộm lên xe từ bên ghế phụ, rồi treo sang ghế lái, nhanh chóng nổ máy và lái xe rời đi. Chủ xe chỉ phát hiện ra sự việc khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh và đã quá muộn để ngăn tên trộm lại. Bài học đầu tiên rút ra từ sự việc trên là không bao giờ để chìa khóa lại khi bạn ra khỏi xe. Đúng là kẻ gian không phải lúc nào cũng cần có chìa mới lấy trộm được xe, nhưng thời gian rõ ràng sẽ khác nhau rất nhiều. Ngay cả một người chuyên nghiệp có các dụng cụ phức tạp cũng không thể lấy trộm xe nhanh như trong clip nếu không có chìa. Nếu chủ xe không khóa cửa nhưng để chìa ở trong túi thì tên trộm sẽ phải khởi động xe khi không có chìa hoặc buộc phải từ bỏ ý định xấu. Bài học thứ hai là hãy nhớ khóa cửa xe khi xuống bơm xăng. Chiếc xe trong tình huống này không phải SUV hay bán tải cao lớn, mà chỉ là xe gầm thấp, nhưng kẻ gian đã có thể đột nhập mà chủ xe không hề biết. Nếu chủ xe khóa cửa thì có lẽ đã không bị lấy trộm xe, vì trong các tình huống như thế này, kẻ gian chỉ có ít thời gian. Bài học thứ ba ở đây là hãy luôn chú ý quan sát xung quanh. Trong tình huống này, chủ xe đã quá chủ quan khi không mang theo chìa và khóa cửa khi ra khỏi xe, cũng không hề ngoái lại nhìn xe dù chỉ một lần khi chuẩn bị bơm xăng.